Can I help you, sir? Can I see the price tag? The price? Yeah. This is cost 9,500 euro. Mm. Yes. Cái này cô có thể mặc được cả hai từ trong ra ngoài hoặc là từ ngoài vào trong nhé. Ví dụ cô lật ngược lại thì nó sẽ thành một cái style khác nữa. Ngon quá nhỉ. Cười nào, con cười nào. Cô tên là gì? Cô tên là gì cô ơi? Hiện giờ thì mình đang ở một cái cửa hiệu bán đồ thời trang của Ý ở khu quảng trường Tây Ban Nha. Mình đưa một đoàn khách ở đây để đi mua đồ. Thì những cái hàng ở đây rất là đẹp, nhìn đúng là hàng thời trang cao cấp của Ý. Những cái jacket, những cái áo này thì có giá rất là cao nha các bạn. So possibly I have it also black. Cô ơi, cái đấy nếu mà cô muốn chọn màu này hoặc là màu đen đều có ha cô ha. Lấy màu đen. Một. Lấy một cái màu đen nữa. Và can you please just bring the black one? Yeah. Như thế là những cái người bán hàng ở đây họ có cái kỹ năng bán hàng rất là tốt. Họ nói với mình về những cái đặc tính của sản phẩm và những cái màu sắc cỡ và họ luôn luôn kiểu nêu ra những cái style mới và thuyết phục để mình close sale luôn. Rất là tuyệt vời. Jacket này là bộ sưu tập mới mùa đông mới ra và giá của nó là 397 đô. No problem. Thì đây là khu trung tâm và có rất là nhiều những nhãn hàng thời trang khác nữa. Bộ ở gần ngoài trường Tây Ban Nha. Và có rất là nhiều khách du lịch tới đây từng ngày. Còn bây giờ video gallery, những cái mặt hàng thời trang ở đây. Cái túi Bolsa da Viaggio là 2.200 euro. Gucci. Check it là 3.400. Wow. Đây là những cái hàng thời trang mà dành cho những cái celebrity, những nhân vật nổi tiếng thôi. Giày thì rất là đẹp. Đầu kia là quảng trường Tây Ban Nha. Bạn có thể tới đây và mua những cái hàng
thời trang cao cấp ở đây. Đây là túi của Prada cho nữ, giá của nó cũng là 3.300 euro. Giờ mình dẫn đoàn vào một cái cửa hàng tiếp tục để tìm đồ. Can I see the price tag? The price? Yeah. This is cost 9,500 euro. Everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Đúng rồi, có nhiều vị đang ăn. Cái này thì không thể, có thể. Vì nó chảy xuống nhìn hấp dẫn thật.
Đi vào trong nữa cô. Đây, đi em đây, đi em đây. Yeah. Không cho vào. Ở đâu không cho vào ạ? Trong vào. À vâng, đến đây thì mình sẽ phải dừng lại rồi. Nhưng mà ở trong này thì thường là đến cái buổi lễ nó có những cái buổi mass là cái đấy là đạo cho, dành cho người Thiên Chúa giáo thôi. Là Đức Cha sẽ đứng đấy để giảng kinh. Thì là mình đứng ở ngoài này mình cầu nguyện và mình nghe. Còn ở trong này thì vẽ những cái bức tranh này là vẽ về kể về cái cuộc đời của Chúa Giêsu. Thì nếu mà mình là người theo đạo thì mình sẽ biết được đây là kể về những cái lúc mà Giê-xu bị hành quyết như thế nào, rồi lúc đẻ ra là như thế nào, rồi Đức Mẹ Đồng Trinh, rồi Chúa của Giê-xu, bố của Chúa Giê-xu là ai. Thì tất cả những cái bức tranh giống như cô nhìn thấy ở trên tường này, nó đều là kể về những cái tích đấy. Toàn bộ cái tòa thánh này nó hoành tráng và nó to đùng, và nhìn những cái mái vòm. Nếu mà mình lên trên vòm ấy, là mình đi lên trên kia là có người đấy con. Trên kia. Vâng, trên kia là có đường để đi lên trên đấy. Vâng. Đấy, nhìn những cái. Đây, đi vào xung quanh trong này này. Đúng rồi, đi cùng luôn ạ. Lên phòng không vào được, hơi tiếc. Nó đẹp mà. Linh, không vào đây. Đó. Đây nó cũng là kể về kỳ tích Đức Chúa Giêsu xuống để cứu chuộc. Còn đây là những cái buồng xưng tội. Mình, đây là buồng xưng tội đây. Nên là mình vào đấy là mình xin tội. Vâng. Mình sẽ không nhìn thấy Đức Cha không nhìn thấy mình. Mình chỉ nói kể những cái nỗi lòng của mình thôi. Và đây mình đứng và ông ấy thì ngồi ở trong bục này. Ông sẽ tiếp.
Tại vì giống như xây dựng từ năm bao nhiêu cháu tìm? Cái này là cũng gần 500 năm chú ạ. Thời bây giờ mà nó xây được như thế này, chú nhìn thấy những cái khối đá tảng như thế này, là cái mái vòm, vòm không phải vòm không mà vòm nó đều là những cái tích, đều là những cái bức tượng được chạm khắc điêu khắc một cách tỉ mỉ nhất. Những cái bức tranh chú nhìn thấy kìa, những cái bức tranh như này, những cái bức tranh nó kể sự tích của Chúa Giêsu. Còn đây là những đều nghĩa là những ông thánh, mình không phải là cái đạo này. Kết cấu là người nó xây kiểu gì, nếu mà không được phép thì không thể làm cái bò. Chào mừng các bạn đã tới với kênh YouTube của mình. Hãy nhấn nút subscribe và biểu tượng hình cái chuông để nhận được những video mới nhất về cuộc sống của du học sinh Ý và cuộc sống ở châu Âu các bạn nhé.